Sau khi xem phim xong thì Hoàng Anh cảm thấy rất là xúc động và thực sự đây là một bộ phim hay, nhiều ý nghĩa sẽ đến với khán giả trong dịp Tết. Vừa hài hước nhưng mà rất là sâu lắng. Em sẽ rất là thích phần diễn xuất của anh Giang cũng như là tất cả các diễn viên trong bộ phim này, cũng như là cô Hồng Vân và chú Việt Anh. Thì hy vọng rằng là bộ phim này sẽ đem đến được cho khán giả những cung bậc cảm xúc, và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và phim 30 chiếc váy Tết sẽ thành công rực rỡ. Khi ca xem xong thì ca cảm thấy rất là nhớ nhà, đặc biệt là nhớ ba mẹ. Ca nghĩ đây sẽ là một bộ phim rất là phù hợp để cho tất cả mọi người mà đi cùng với gia đình đến rạp để xem cái bộ phim này. Từ ban đầu thì chắc là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thắc mắc, tuy nhiên cái đoạn cuối sẽ là cái đoạn cao trào nhất mà giúp cho mọi người gần như là vỡ òa cảm xúc. Là bộ phim không chỉ mang những cái tiếng cười, những cái sự hài hước mà sau trong đó lại đưa cho mọi người những cái cảm xúc rất là nhiều khi mà xem xong bộ phim, và rất là nhiều cái sự suy nghĩ, suy ngẫm và ở cái tính nhân văn, giá trị nhân văn mà bộ phim mang lại. Mà lần đầu tiên Trường Giang từ một diễn viên hài và chuyển sang đóng một cái vai gọi chính kịch. Đây là một bộ phim mà Tài thấy là cái cách dàn diễn cũng như là quay của Quang Huy có một cái thay đổi cho cái điện ảnh miền Nam. Và xin chúc mừng Quang Huy, Trường Giang cũng như toàn bộ ekip sẽ đạt được thắng lợi trong mùa Tết kinh tí này. Mình cảm thấy là đây là bộ phim cứ cứu mình vào, tức là từ những phút đầu thì nó sẽ là những phút để giới thiệu về tình cảnh những nhân vật, sau đó bắt đầu bị cuốn vào và mình lật ra những cái bí mật của trong cái bộ phim này. Đây là bộ phim Huy hiểu lý do tại sao Trường Giang mong muốn là sẽ cho ra mắt bộ phim này và sẽ là món quà rất là ý nghĩa để mà anh tặng những người con của mình. Và Huy chúc cho bộ phim sẽ thành công, cũng như anh Trường Giang chúc mừng anh Giang có bộ phim rất là chỉnh chu, rất là nhiều ý nghĩa, nhiều thông điệp, rất đầy tình người. Sony cũng xin chúc mừng anh Quang Huy và toàn bộ ekip đã hoàn thành một bộ phim tròn trịa. Sony xin chúc 30 chưa phải Tết sẽ thật là thành công trong một Tết lần này. Phương đã có những giây phút hết sức là thoải mái và tình cảm khi xem bộ phim này. Phương hy vọng là quý vị khán giả sẽ cùng với gia đình và bạn bè đến thưởng thức bộ phim trong ngày Tết nha. Như rất thích cái khi của cái bộ phim này đó là nhà là nơi để về, có rất nhiều nơi để đi nhưng mà nhà là nơi để về. 30 chưa phải là Tết là một bộ phim rất đáng để mọi người bỏ tiền ra mà để đi xem. Đây là một bộ phim về gia đình tuyệt vời, bởi vì cái là nghĩ là sẽ có rất là nhiều những cái người ngoài kia Tết này giống như nhân vật của anh Trường Giang trong phim. Vâng, cảm ơn anh Trường Giang đã làm một bộ phim mà quá hay về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình cha. Chờ đây là lần đầu tiên mà Nhã Phương ghi xem một bộ phim của chồng mình làm. Phương thấy một Trường Giang rất là khác, có một cái động lại rất là nhiều, và Phương và thấy nước mắt rơi ướt át. Và Phương tin là khi bộ phim này ra rạp để thấy gia đình mình là một điều tuyệt vời nhất, và hy vọng là Tết này quý vị sẽ dành một chút thời gian để cùng ra đón nhận bộ phim. Sẽ không nói về phim nhiều nữa bởi vì những ngày vừa qua cũng đã nói nhiều rồi. Mong quý vị hãy đến với một tâm thế không biết gì cả về phim và cùng cảm nhận. Mọi người sẽ đưa ra một ý kiến, một cái cảm nhận về những cái mối quan hệ, những cái tình cảm hoặc là những gì mình cảm xúc được sau khi bộ phim này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị ở rạp nha.